Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của 8 Meter. Anh em biết đấy, Diệp Tịch Thủy là giáo chủ của Thánh Linh Giáo và cũng là người mà Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao cùng với Long Thần Đấu La, Ngục Ân yêu nhất nữ nhân. Bà là một người đáng thương vì bị ép buộc mà trở thành tà hồn sư. Ok, và clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một số thông tin về Diệp Tịch Thủy. Trước khi đi vào chủ đề clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đầu tiên sẽ là một số thông tin cơ bản. Tên là Diệp Tịch Thủy, biệt danh thì là Tử Thần Đấu La, Ngôn Tịch Thủy. Có giới tính là nữ, chức nghiệp là tà hồn sư, hồn đạo sư đệ nhất. Có võ hồn là Huyết Hồn Ba Khôi, đệ nhị võ hồn là Quang Minh Phượng Hoàng. Phong hào thì là Tử Thần, hồn được cấp là 99 cấp cực hạn Đấu La. Có thân phận là Thánh Linh Giáo, Thái Thượng Giáo Chủ, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thái Thượng Cung Phụ. Có trượng phu là Long Tiêu Dao, có nhi tử là Trung Nhi Ô, là con của giáo chủ trước của Thánh Linh Giáo, có hậu đại là Ngôn Thiếu Triết. Về kinh lịch nhân sinh, ở tuyệt thế đường môn, phàm là xuất hiện Thánh Linh Giáo, phàm là địa phương xuất hiện Diệp Tịch Thủy đều sẽ xuất hiện ác sự. Mà ở chương 604 và 605, Diệp Tịch Thủy tao ngộ từ thiên nhiên cùng với quất tử nhằm vào cực hạn Đấu La bẫy dập. 10 cái cửu cấp hồn đạo đạn pháo dùng để hạn chế họ ở khu vực nhỏ nhất trong phạm vi nổ mạnh. Từ thiên nhiên cùng với quất tử đều nghĩ Diệp Tịch Thủy cơ hồ là phải chết, không thể nghi ngờ. Mà Long Tiêu Dao lại không màng tự thân an nguy, bước vào bẫy dập cứu Diệp Tịch Thủy. Ở trong vụ lổ mạnh khủng bố đó, Diệp Tịch Thủy bằng vào chính mình chưa bao giờ bại lộ đệ nhị võ hồn Quang Minh Phượng Hoàng, dùng Phượng Hoàng Liết Bàn phương pháp bảo hộ hai người thoát thân. Ở uy lực lổ mạnh giảm bớt lại là lúc Hoắc Vũ Hạo nhận được Long Tiêu Dao truyền âm, do dự một lúc vẫn là quyết định là yểm hộ bọn họ chạy ra. Nhưng mà bọn họ sinh cơ đã đoạn tuyệt. Ở thời gian cuối cùng của sinh mệnh, Diệp Tịch Thủy đối với Long Tiêu Dao nói về quá khứ. Nguyên lai tạo thành Song Thánh Long hiểu lầm sự tình, nó do giáo chủ đời trước của Thánh Linh Giáo yêu cầu, Diệp Tịch Thủy bị ép buộc phải thực hiện. Tuy rằng là âm mưu, nhưng Diệp Tịch Thủy lại nảy sinh chân tình với Long Tiêu Dao. Hơn nữa, vì hắn mà sinh hạ một cái nhi tử, Minh Phượng Đấu La Ngôn Thiếu Triết chính là bọn họ nhi tử hậu đại, kế thừa làng đệ nhị võ hồn Quang Minh Phượng Hoàng. Diệp Tịch Thủy cũng là cố ý trúng từ thiên nhiên bẫy dập, mục đích là vì thử lòng Long Tiêu Dao đối với làng tình cảm. Nhưng nàng lại không có đoán trước đến chính mình cũng không giữ nổi Long Tiêu Dao. Lúc sau, nghe theo Long Tiêu Dao nói, mới đem một thân tu vi chuyển cho Đường Vũ Đồng. Cùng Long Tiêu Dao hiệp lực đem Đường Vũ Đồng đan điền đệ nhất hồn hạch di chuyển đến ngực, ở đan điền xây dựng đệ tam hồn hạch hình thức ban đầu. Hoàn thành hết thảy, quang ảnh Diệp Tịch Thủy trở lên thập phần hư ảo, chậm rãi bay lại, dừng ở Long Tiêu Dao trên người. Phiêu phiêu quang ảnh giống như là dung nhập vào Long Tiêu Dao thân thể. Một trận thanh phong thổi qua, cùng với Long Tiêu Dao cùng hóa thành những đốm sáng quang điểm phóng lên cao. Ok, trên là một số thông tin về Diệp Tịch Thủy trong truyện Đấu La Đại Lục phần 2, tuyệt thế đường môn mà mình biết. Anh em thấy mình có thiếu điểm gì hay còn thắc mắc ở điểm nào thì hãy để lại xuống phần bình luận cho mình. Clip mình là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.